Mắt thấy tai nghe ca khúc mà trung tâm tặng riêng cho mối tình Phi Nhung Mạnh Quỳnh tại Thúy Nga, lời khen không hết, bao nhiêu lời cảm ơn cũng không đủ. Khi khán giả biết tin, phía trung tâm Thúy Nga có chuẩn bị một tiết mục đặc biệt dành tặng cho Phi Nhung Mạnh Quỳnh. Bài hát do nhạc sĩ Ngô Minh Tài sáng tác cho cặp đôi tri kỷ, viết về sự chia ly của hai con người sinh ra đã dành cho nhau. Và đặc biệt hơn nữa, cảm xúc được đẩy lên cao trào khi ca sĩ thể hiện ca khúc này là Bằng Kiều, một giọng ca da diết. Thậm chí khi thu âm ca khúc này, Bằng Kiều còn tiết lộ anh đã khóc rất nhiều. Bằng Kiều giới thiệu ai mà yêu thương Phi Nhung Mạnh Quỳnh thì chuẩn bị khăn giấy dần đi là vừa. Khán giả tò mò chờ đợi, nóng lòng được nghe ca khúc này. Rất may mắn khi trưởng nhóm người hâm mộ Phi Nhung Mạnh Quỳnh tại Mỹ đã thu lại một đoạn ngắn của ca khúc này. Xin mời quý vị cùng nghe. Đặc biệt hơn nữa, khi Bằng Kiều thể hiện bài hát viết riêng cho Phi Nhung Mạnh Quỳnh, thì phía màn hình của sân khấu lại hiện lên chiếc vòng hoa mà Mạnh Quỳnh đến viếng Phi Nhung. Hai chữ thương em sao mà đau xé lòng, thêm vào đó là lời bài hát như cứa vào tim. Thanh xuân ta gần ấy là một dòng thương nhớ đầy dưới bao la trời mây. Xin bật mí với khán giả ca khúc đó có tên là Chuyện Em Tôi. Ở hiện tại, chúng ta có thể nghe một câu chuyện em và tôi, lần đầu tiết lộ những góc khuất chưa từng công bố về cuộc đời Phi Nhung Mạnh Quỳnh. Nhớ mãi lần sinh nhật cuối gặp nhau, còn vui vẻ đút bánh kem, bảo rằng Quỳnh ăn bánh kem này rồi ra phi trường là phải nhớ tới Nhung nha. Hôm đó Quỳnh chỉ biết luyến tiếc, ôm tạm biệt rồi thủ thỉ vào tai những lời mà chỉ có hai ta nghe. Bình thường thì sao Nhung mạnh mẽ lắm, duy chỉ có đêm ấy Nhung thật dịu dàng với Quỳnh. Có một người tính hơi nóng nảy, còn một người thì điềm tĩnh nhẹ nhàng, giống như hai cục nam châm hút lấy nhau, bền bỉ bên nhau và luôn thấu hiểu. Thật sự chúng ta đồng điệu với nhau nhiều lắm, chẳng thể nào kể hết. Nhung lúc nào cũng giống như một nàng công chúa nhỏ bé để Quỳnh nâng niu trân trọng và chăm chút. Khi Nhung quên lời thì Quỳnh nhắc, mỗi khi ngại ngùng thì nấp sau lưng Quỳnh, khi giận hờn thì vỗ nhẹ vào vai Quỳnh, ánh mắt đó Nhung dành cho Quỳnh. Những kỷ niệm đẹp và thân thương đó có lẽ Quỳnh sẽ chẳng thể nào quên. Nhung luôn lặng lẽ đứng bên lề để mong người mình thương được hạnh phúc. Quỳnh thì luôn luôn nhìn thấy nàng cười tươi. Nhung nói Quỳnh vui thì Nhung cũng vui, Quỳnh buồn thì Nhung buồn. Quỳnh luôn luôn nhớ rằng Phi Nhung là một người có ý nghĩa rất lớn lao trong cuộc đời. Còn Nhung từng nói Mạnh Quỳnh là một người rất đặc biệt của Nhung. Mọi người nói chúng ta là hai mảnh ghép quan trọng của cuộc đời. Tình em và tôi như nước trên đầu nguồn, tình tôi và em như làn gió mát trong đêm. Lòng em mừng vui khi nhìn tôi hạnh phúc, nhìn em tươi cười tôi thấy cả trời mộng mơ. Mãi giữ cho nhau tin yêu và chấp nhận để cho tình mình muôn vàn vẹn kiếp. Ngày ấy đi lưu diễn ở châu Âu, Nhung bảo Nhung lạnh và liền ôm Quỳnh từ phía sau. Còn Quỳnh thì cởi áo vest giúp Nhung mặc vào. Nhung thì áp tay vào má để Quỳnh cảm nhận được tay lạnh nhưng tim thì ấm. Ngày ấy ở phòng trà Đồng Dao là cái đêm cuối cùng Quỳnh ở lại Việt Nam. Quỳnh đã hỏi Nhung vì sao ở lại Việt Nam luôn mà không về Mỹ. Mà Nhung nửa đùa nửa thật nói vì các con cũng là vì mọi người. Chưa bao giờ mọi người được thấy Phi Nhung ngọt ngào như vậy. Có lẽ vì đêm ấy khán giả đã mang đến cho Nhung quá nhiều ấm áp, nên giờ này các fan vẫn cứ hoài niệm về những giây phút hạnh phúc ngắn ngủi đó. Ký ức về chúng ta trong lòng khán giả lúc nào cũng vừa ngọt ngào vừa đau thương. Phải chăng tri kỷ là cách gọi của những người yêu nhau mà không đến được với nhau? Không cần biết em là ai, không cần biết em từ đâu, không cần biết em ngày sau, ta yêu em băng mây ngàn biển rộng. Ta yêu em qua đông tàn ngày tận, yêu em như yêu vùng trời mênh mông. Vì bài hát này rất hay, vì Nhung yêu cầu nên Quỳnh chỉ hát một đoạn ngắn trong lúc rảnh rỗi mà thôi. Nhưng mà Nhung nói vẫn cứ thích nghe Quỳnh hát vu vơ như thế. Người đi một nửa hồn tôi mất, một nửa hồn kia bỗng dại khờ. Giờ đây chỉ còn lại tiếng hát văng vẳng bên tai Quỳnh. Phi Nhung ngọt ngào bình dị, và càng ngưỡng mộ và trân quý những điều Nhung làm cho đời. Nhung đi bao nhiêu ngày là bấy nhiêu đêm Quỳnh trằn trọc vì thương nhớ.
Năm 2004, Quỳnh cưới vợ nhưng người đó không phải là Nhung. Khán giả buồn khi cô dâu không phải là Nhung. Hôm đó trong đám cưới, Nhung đã say và khóc rồi hát những ca khúc kỷ niệm của hai đứa. Sau đó năm 2005, Nhung về Việt Nam hoạt động nhiều hơn với những hoạt động từ thiện, giúp đỡ người neo đơn, người nghèo khổ hay trẻ mồ côi. Mỗi lần nói chuyện với bạn bè về ca sĩ hay diễn viên, Quỳnh vẫn nói đến cái tên ca sĩ Phi Nhung đầy tự hào và trân quý. Những cuốn Thúy Nga sau này cũng không có Phi Nhung Mạnh Quỳnh đứng chung nữa. Đứng một mình hay đứng với người khác cứ như thiếu một cái gì đó. Nó không cho mình cái cảm giác lâng lâng hạnh phúc như hai người đã đứng bên nhau. Rồi lùm xùm con nuôi tiền bạc xảy ra với Nhung, Quỳnh đọc được những lời như tát nước, theo hùa rồi chỉ trích miệt thị. Quỳnh thương và buồn cho Nhung lẫn bé Cường. Chưa biết đúng sai ra sao, nhưng với những gì Phi Nhung đã làm cho đời thì rõ ràng Nhung không đáng bị như thế. Lời nói không phải là dao kéo, nhưng đôi khi nó lại giết một con người. Dẫu mình vẫn hay nói, sống ở đời làm việc không thẹn với lương tâm, việc tốt mình làm mình biết trời biết đất biết là được rồi. Nhưng nỗi khổ của mình cũng chỉ là một con người có trái tim, có gan, có máu, có thịt thì sao mà không đau không buồn khi bị người ta hiểu lầm và chửi rủa mình. Ngày biết tin Nhung mới nhiễm bệnh, Quỳnh chưa buồn chỉ hơi lo, cũng vì hiểu rõ nhất. Nhung còn trẻ, còn khỏe mạnh thì chắc rồi cũng sẽ qua thôi. Nhưng rồi ngày Nhung mất, Quỳnh bật khóc như một đứa trẻ, vừa thương vừa tiếc và ấm ức. Lúc nào Quỳnh cũng nghĩ đáng lẽ Nhung sẽ qua khỏi, sẽ vượt qua, nhưng có lẽ thứ giết chết Nhung là những lời đau búa vô tình, lòng người lạnh lẽo đã làm tinh thần mệt mỏi. Hồi chiều có đọc một bài của một bạn nói thì Nhung thương Quỳnh là thật, còn Quỳnh với Nhung chỉ là diễn, Quỳnh buồn lắm. Muốn biết Quỳnh với Nhung thế nào, hãy xem lại những video từ ngày chúng ta mới vào nghề đến bây giờ. Lúc ban đầu hành động ánh mắt của Quỳnh luôn say đắm và chủ động tình tứ nồng nàn với Nhung, nhưng Nhung lại né tránh. Hai chúng ta tuy hai mà một. Lần đầu tiên gặp nhau vào năm 95, anh tới nhà em thu âm, em mặc đồ thể thao bước từ trong phòng ra. Khi đó em ra dáng đàn chị vì em đi hát trước rồi. Cuối năm đó ta có album chung Giận Hờn Tôi Và Em, song ca bài đầu Sa Mưa Giông. Em nói tôi ca vọng cổ được mà sao bolero lại không ca được. Em giới thiệu tôi vào trung tâm Thúy Nga và chúng ta song ca bản tình ca đầu tiên. Dù anh nghèo năm 99, em mê vọng cổ nên đề xuất trình diễn tân cổ ở trung tâm Thúy Nga. Tôi và trung tâm lúc đầu phản đối và rồi em đã thuyết phục được. Từ đó chúng ta làm nên những màn tân cổ giao duyên ghi đậm trong lòng khán giả. Thoáng đó mấy chục năm, người đã mất nhưng tình cảm vẫn còn vẹn nguyên. Thứ tình cảm như cổ tích, như phim truyện rất đẹp, đẹp hơn cả tình yêu, bởi chúng ta dành cho nhau một chữ thương. Khi ta thích một người, ta có thể quan tâm tới người khác và có thể dễ dàng quên. Khi ta yêu một người thì ta chỉ muốn chiếm trọn trái tim.